Xin chào mừng quý vị đến với video nhận định về trận đấu cũng như những thông tin về lực lượng, thông tin về lịch sử thi đấu, lịch sử đối đầu giữa hai đội Italia hay còn gọi là Ý với Áo diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 27 tháng 6 năm 2021 trong khuôn khổ vòng 16 đội Euro 2020-2021. Vâng thưa quý vị, giai đoạn vòng bảng được đội tuyển Italia khép lại một cách vô cùng xuất sắc. Đáng chú ý, thầy trò Roberto Mancini mới là đội tuyển trải qua 3 trận đấu vòng bảng với thành tích ấn tượng nhất. Arruzzi tỏ ra không gặp bất cứ khó khăn nào khi chạm trán lần lượt Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và xứ Wales. Chung cuộc sau 3 trận ra sân, Ý thắng cả thầy, ghi được 7 bàn thắng và không nhận lấy bất cứ bàn thua nào. Italia đi tiếp vào vòng 1-8 với tư cách là đội nhất bảng A. Bên cạnh đó, đội tuyển Áo cũng trải qua kỳ vòng bảng tương đối khả quan. Đội bóng của huấn luyện viên Franco Foda không được đánh giá quá cao khi nằm chung bảng với Hà Lan, Ukraine và Bắc Macedonia tại bảng C. Song, chung cuộc đội tuyển Áo chỉ bại trận trước Hà Lan, còn lại họ thắng Bắc Macedonia 3-1 và hạ gục Ukraine 2-1 để giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng. Có rất nhiều người tin rằng đội tuyển Ý là đội bóng được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, đội tuyển Áo khi đến vòng đấu này thì đương nhiên sẽ thi đấu với quyết tâm rất cao. Thế nên Azzurri không được phép khinh thường đối thủ, đặc biệt trong bối cảnh kỳ Euro này liên tục có những bất ngờ xảy ra. Theo thông tin của ban tổ chức thì trận đấu giữa Ý và Áo tại vòng 16 đội sẽ được diễn ra trên sân vận động Wembley, London, Anh. Đây là một trong những sân bóng hiện đại nhất ở châu Âu, đồng thời Wembley cũng là nơi được lựa chọn tổ chức trận chung kết. Giai đoạn vòng bảng cả Ý và Áo đều không thi đấu tại Wembley. Đây là điều dễ hiểu vì UEFA muốn đem lại sự công bằng cho các đội tuyển khi bước đến vòng loại trực tiếp. Với màn trình diễn 9 điểm tuyệt đối ở vòng bảng, Ý đang được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Áo. Đội tuyển Ý đã và đang cho chúng ta thấy họ là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Euro 2020-2021 năm nay. Tại vòng knockout, đội tuyển Ý sẽ có một thử thách tương đối dễ thở là đội tuyển Áo. Nếu thi đấu đúng sức, thầy trò huấn luyện viên Mancini nhiều khả năng sẽ tiến tới vòng tứ kết không quá vất vả. Còn với đội tuyển Áo, tại bảng B, đội tuyển quốc gia này đã làm rất tốt công việc kiểm điểm trước các đối thủ ngang cơ và yếu hơn là Bắc Macedonia và Ukraine. Với 6 điểm có được, Alaba và các đồng đội bước vào vòng 16 đội với tư cách đội nhì bảng B, ghi được 4 bàn và thủng lưới 1 bàn. Trong năm 2021, đội tuyển Áo đã đá 8 trận, trong đó 3 trận ở vòng loại World Cup, 3 trận ở Euro 2021 và 2 trận giao hữu trước thềm giải đấu Euro. Áo chỉ giành 3 chiến thắng, 2 hòa và 3 thua, ghi được 9 bàn và thủng lưới 11 bàn. Về đội tuyển Ý, tính trong năm 2021, đội tuyển Ý thi đấu 8 trận và đang giữ cho mình mạch bất bại với 8 trận toàn thắng, trong đó Euro 2021 thắng 3 trận, ghi được 24 bàn, không có bàn thua. Như vậy, có thể nói, đội tuyển Ý đang đạt một trạng thái cân bằng rất tốt, vững chắc trong phòng thủ và hiệu quả trong tấn công, là những gì huấn luyện viên Mancini đã xây dựng thành công cho đội tuyển quốc gia này. Về lịch sử đối đầu giữa Ý và Áo, 35 trận trong lịch sử hai đội tuyển này đối đầu, Ý đang nhỉnh hơn với 16 trận thắng, hòa 8 trận. Trong khi đó, Áo cũng có 11 trận thắng. Năm 1912, hai đội gặp nhau lần đầu tiên và Áo có chiến thắng 3-1. Sau đó, hai đội kéo dài thành tích đến năm 2008 thì bắt đầu dừng lại. Cho tới năm 2021, sau 13 năm, hai đội tuyển Ý và Áo mới có dịp so tài. Ở giải đấu Euro, Ý và Áo gặp nhau 2 lần và phần thắng thuộc về Ý với 1 chiến thắng và 1 hòa. Còn tại World Cup, hai đội gặp nhau 3 lần và Ý thắng cả 3. Vâng thưa quý vị, như vậy cả lịch sử và phong độ đều đang ủng hộ đội tuyển Ý, cho nên sẽ không quá bất ngờ khi thầy trò huấn luyện viên Mancini dễ dàng có chiến thắng để đi vào vòng tứ kết. Phần nhận định về trận đấu cũng như thông tin về lực lượng, thông tin về lịch sử thi đấu, lịch sử đối đầu giữa hai đội Italia và Áo diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 27 tháng 6 năm 2021 xin được tạm dừng tại đây. Quý vị nhớ đón xem phần soi kèo và dự đoán tỷ số của trận đấu này ở video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và xin kính chúc quý vị có một mùa Euro vui vẻ lành mạnh.